phê nướng lẩu nhìn xinh quá các cậu nè, món ngon Hải Phòng xin chào các cậu. Cứ điểm đồ nướng mới triển khai thêm buffet ăn no thả ga mà chỉ từ 159k các cậu nè. Menu đa dạng các loại thịt hải sản đặc biệt, quán còn có thêm 3 món nước chấm đặc biệt được pha chế theo công thức riêng gồm sốt me, sốt cốt và sốt trứng muối ngon lắm luôn ấy. Ghé cứ điểm 130 Hồ Sen Thẩm ngay các cậu nha. Quán đang chờ các cậu ấy.